Chào mọi người tiếp tục quay trở lại với cửa hàng xe máy Phương Nam. Đó thì hôm nay thì mình lại tiếp tục lên chia sẻ giới thiệu đến mọi người một em siêu phẩm. Dòng này con gọi là Bentley. Đó thì mình sẽ bao quát dàn ngoài trước của em Bentley này thì mình sẽ vào phần chi tiết sau. Đó, bản này bản 150 mình nhá. Đó, chạy khá là ok luôn. Đó, mình sẽ đi bao quát dàn ngoài trước mọi người nhá. Đều đăng ký về biển Bình Dương H1 37302. Đó, biển số khá là ok mình nhá. Đó, nói chung thì nội thất chi tiết của con xe này thì mặc dù là một con xe đã qua sử dụng rồi nhưng mà những cái phần sơn vật si ở trên con xe thì đang còn khá là tốt rồi nhá. Đó, chi tiết luôn mọi người. Đó, bình xăng thì đang còn khá là sáng bóng rồi nhá. Đó, này máy móc này. Đó, Bentley luôn rồi nhá. Đó, Bentley này. Phần máy móc thì không cần phải suy nghĩ luôn. Đó, những cái phần mà chảy sơn này thì khi mọi người đã quyết định mà mua xe đã qua sử dụng rồi thì nó không thể nào mà tránh khỏi được cho mọi người nhá. Đó, nhưng mà đổi lại thì một cái giá thành rẻ hơn, mọi người đã sở hữu ngay cho mình là một con xe. Đó, vừa hợp túi tiền. Đó, vừa hợp phong cách thì đã có ngay cho mình là một em Bentley rồi nhá. Đó, xe rẻ giá đẹp này mọi người ạ. Đó thì cái dòng này thì là dòng 150 rồi nhá. Đi khá là mạnh mẽ luôn. Xe đăng ký vào 2017. Đó. Cái này thì có lên cho mình là kết quả bô độ rồi nhá. Đó, bô độ quấn carbon rồi ạ. Đó, mình sẽ vào phần chi tiết nổ máy luôn. Máy móc thì không cần phải suy nghĩ về điều gì rồi nhá. Đó, đề phát là lên thôi. Cái này thì nhà sản xuất có thiết kế cho mình thêm là cái giò đạp. Mọi người đi mà lỡ may mà có hết bình thì có thể đạp rồi nhá. Đó, khá là tiện luôn. Đó, với một cái giá thành rất chưa rẻ. Đó, khi mọi người mua xe qua sử dụng thì nó đương nhiên là nó sẽ rẻ hơn xe mới rồi. Đó, mọi chức năng trên xe thì không thể nào thiếu được rồi. Cái này thì có chủ trước có lên cho mình làm vài cái đèn nháy. Đó, khá là hay. Mọi chức năng trên xe như là còi đèn đề thì không thể nào mà thiếu được rồi nhá. Đó, đầy đủ hết. Đó, đèn thì bật tắt thoải mái hết rồi nhá. Đó, xi nhan trái phải. Đó, đều tốt hết mọi người nhá. Còi cũng không thiếu luôn. Đó, đầy đủ hết mọi người nhá. Nói chung thì mọi người nào mà thiện chí với những mẫu Bentley 150 này thì cứ để lại cho mình một cái comment nhá. Cửa hàng có bán trả góp, có hỗ trợ mới ship xe về các tỉnh luôn. Đó, mọi người nào mà kết được chiếc này rồi thì alo gấp mọi người nhá. Đó, cảm ơn mọi người đã xem hết video ạ.